Tiền đạo Romelu Lukaku ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo thành bàn trong 2 trận đấu của đội tuyển Bỉ tại vòng loại Euro 2024 vừa kết thúc, mang tin vui cho huấn luyện viên Mourinho và câu lạc bộ AS Roma. Lukaku đấu chính trong cả 2 trận đội tuyển Bỉ thắng Azerbaijan 1-0 và Estonia 5-0 ở khuôn khổ bảng F vòng loại Euro 2024 mới đây. Nhưng vào đầu hiệp 2 mỗi trận, anh đều được huấn luyện viên Domenico Tedesco lần lượt rút ra nghỉ từ phút 60 hoặc 66 để dưỡng sức. Điều này giúp Lukaku đang từng bước lấy lại thể lực và cảm giác ghi bàn tốt nhất của mình. Từ những tín hiệu tích cực này, huấn luyện viên Mourinho có thể sử dụng Lukaku từ đầu trận AS Roma gặp Empoli lúc 1:45 ngày 18 tháng 9 tới tại vòng 4 giải Serie A. Trong trận đội tuyển Bỉ thắng Estonia 5-0 ngày 13 tháng 9, Lukaku ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo thành bàn. Sự hồi phục nhanh chóng của Lukaku sẽ khiến Jose Mourinho trở nên yên tâm hơn. Nhà cầm quân này có thể sử dụng ngôi sao người Bỉ thi đấu ở hàng công của AS Roma cùng tiền đạo Paulo Dybala cũng vừa hồi phục chấn thương. AS Roma có khởi đầu mùa giải năm 2023 đến năm 2024 đầy thất vọng khi hòa Salernitana 2-2, thua Hellas Verona và AC Milan cùng tỷ số 1-2 tại Serie A. Do đó, trận sắp tới gặp Empoli ngay sau đợt thi đấu quốc tế vừa kết thúc, AS Roma cần tìm lại chiến thắng để bước tiếp một cách chắc chắn tại giải đấu. Trong thời gian giải nghỉ, nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế, Jose Mourinho cũng chịu áp lực bởi nhiều cầu thủ dính chấn thương vẫn chưa thể hồi phục như mong đợi. Các tiền vệ chủ chốt như Renato Sanchez và Harrison Aua còn tập riêng. Trong khi, các ngôi sao Lorenzo Pellegrini và Gianluca Mancini trở về từ đội tuyển Ý cũng đang bị chấn thương. Số cầu thủ này khó lòng kịp thi đấu trận AS Roma gặp Empoli. Theo tờ La Repubblica, Ý, việc AS Roma liên tiếp có nhiều ca chấn thương, khả năng do chính phương pháp huấn luyện từ một số thành viên trong ban huấn luyện không phù hợp. Nhà cầm quân này đang phải điều chỉnh và tìm nguyên nhân khắc phục.